Tại sao đàn ông cần phải cắt tỉa lông mũi? Dù bạn đẹp trai như thế nào mà lông mũi dài ra ngoài rất gây mất thẩm mỹ. Cắt bằng kéo thì rất dễ cắt vào da và gây tổn thương niêm mạc của bạn. Dụng cụ này chỉ cắt lông mũi mà không cắt vào da. Chỉ trong 5 giây xử lý ngay những sợi lông mũi ngứa ngáy, khó chịu. Lưỡi cắt sắc bén nằm sâu bên trong, tuyệt đối an toàn khi sử dụng. Đặc biệt tặng kèm chổi vệ sinh và hộp đựng sang trọng. Nếu bạn không muốn trở thành một người đàn ông đẹp trai và thanh lịch thì đừng sở hữu sản phẩm tuyệt vời này. Nhanh tay lên, ưu đãi sản phẩm 40% duy nhất trong hôm nay.